chào tất cả các bạn, tớ tên là Nguyễn Hiền Vi, năm nay tớ 11 tuổi. Lúc trước tớ đọc được 4 trên 10. Con tên là Nguyễn Tuấn Anh, con cận 1,75 độ. Mình tên là Nguyễn Thành Vinh, năm nay mình 14 tuổi, chỉ được của mình trước là 3 độ. Em tên là Phạm Trà My, học sinh lớp 12D2 trường Trung học phổ thông Trần Phú. Lúc em mới đến tập thì mắt em 2 độ rưỡi và chỉ nhìn thấy hàng 3 ở cự ly rất gần. Sau khi đã học một thời gian, tớ đã đọc được 10 trên 10 mà đứng ở vạch 4m, bây giờ tớ đã xuống 5m rồi. Tớ rất muốn cảm ơn các thầy cô ở trung tâm mắt để cho em vì đã giúp tớ trong một thời gian qua. Tớ đã bị loạn và cận, nhưng mà bây giờ tớ đã chữa được loạn và tiếp tục chữa cận thêm nữa. Sau khi tập được 20 buổi thì con thấy mắt của mình đã nhìn được rõ hơn, nhìn được 10 trên 10. Con cảm thấy rất vui vì mắt của mình đã rõ hơn, con cảm thấy vui ạ. Sau quá trình học mình thị lực giảm xuống khoảng 0,5 độ. Trước thì nhìn được có 4 hàng thôi, bây giờ đã nhìn được 10 hàng. Trong quá trình tập mình đã học được cách tập mắt để cho mắt được thư giãn và ăn uống điều độ. Sau một thời gian tập thì bây giờ mắt em 10 trên 10 rồi, đi 5 mét rồi. Con đi học một thời gian thì thấy là đôi mắt của con cải thiện rõ rệt đấy. Về con cũng có một cái thoải mái về tinh thần, rồi tự giác tập luyện và cũng có thêm một chút cái kỹ năng sống trong sinh hoạt. Ấy thấy trước mắt của mình ý là cái thị lực, khi mà mình chưa đi khám bác sĩ thì cái tầm nhìn của cháu chỉ tầm khoảng 5 đến 6 hàng và đúng là tầm mét là 2,5 m. Thế nhưng mà sau hơn một tháng cho đến bây giờ thì hiện tại cháu nhìn được ở đấy là các cô nói là 5m và đứng nhìn gần hết hàng thứ 2. Có nghĩa là thị lực của cháu sắp sửa khôi phục được trên 10 trên 10.